넷. Con Nasot, con Nasot le dắt lửa, le găng tay. Lên về sao nó phá? Phá hết đi. Ây da, ây da. Hai thằng level 2 hết thằng level 1 mày. Nó mà điểm mày. Sao vừa mới vô thấy chúng nó level 2 hết rồi. Đây cấp gì rồi? Châu Hút kìa. Châu Hút với bay đạp rồi không nè. Châu Hút giờ nè, hai cái này lấy chung với nhau thành chiêu này này. Ngon nên Châu Hút nhiều. Mày nhảy giậm hai lần. Nhảy giậm hai lần nó phải đi chung với Châu Hút rồi. Nó vừa bay lên nó đạp nó vừa giậm luôn. Đó. Bay lên đạp và giậm luôn. Phối hợp. Nhóc, sao thằng nhóc, sao thằng nhóc. Sao thằng nhóc. Tối. Truy đuổi nè. Lên chủ đảo chưa chồng? Gì? Lên chủ đảo chưa? Biết nữa. Để ý cái này lên cái gì đâu. Ý là gì? Level đâu có quan trọng đâu. Quan trọng là cái trình. Má cái nhảy dầm này ghê quá. Nhảy dầm chung với cái này kinh quá. Hút máu rồi. Chống làm sao được với ai? Ôi ôi, tôi nện ghê quá. Chắc bác này chùm mẹ rồi. 4-1 rồi. Lên level 5 cái coi. Quái cho thả thính. Thả thính level 1 lấy làm gì lấy cầu điện đi cho nó bị choáng. Ê nhóc. Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Chạy đâu? Má nào cái bom mình đây ta. Kiếm boss đập boss kìa. Chạy. Chạy. Chạy nè. Chạy nè. Ném búa vào mặt nè. Chạy hả. Nó đông quá. Hồi đông ở đây anh em. Mày cái gì? Mày cái gì? Mày cái gì hả? Mày cái gì? Mày cái gì? Mày ta boss mày ngon. Ây da, vừa lấy được cái đùi gà luôn.
vừa lấy được cái đùi gà. Thôi xuống kiếm boss chơi nè. Rồi lấy cái đùi gà để dành làm boss. Mày á, đổi liên tục vậy. Rồi thằng nào đủ tư cách bơi vào đây. Bơi vào đây chơi. Triple kill. Dominating. Dâm. Bỏ cây anh. Thằng nhóc này. Chạy hả? Chạy hả? Ây rồi chết tôi rồi. Mẹ nó 20 giây. Giết thằng này lẹ lên. Má mày đụng độ không đi theo bộ kê gì hết. Ngu vãi trưởng nè. Rồi con này nó ngàn điểm rồi. Ai chơi lại nó đây. Đồng độ đéo biết đi bộ kê luôn. Mỗi thằng mỗi nẻo vậy nó chạy không. Nó cũng thắng mẹ rồi. Đồng độ ngu quá. Đồng đội gà vãi lìn luôn đấy. Mình top 1 đéo đi theo bảo kê mình đâu. Mà đéo chúng nó bu vô chúng nó hội đồng. Ngu quái. Anh đồng đội củ chuối mà là. Quá cái đồng đội. Giải mạnh quá. Giải của nó mạnh quá. Ai da cái cầu điện của nó kìa. Nó dí giái kìa. Mày dí giái. Dí giái. Giái quật chết cụ mình chứ mày dí giái hả? Tối. Lại đây dí. Mày dí giái hả? Dí không? Dí không? Rồi dí cái nữa. Tối liền dí. Chạy chết mẹ luôn rồi chứ dí gì hả? Đưa lên đây, đưa nắm đây.
đụng vô được một cái là anh dí thằng mày sắp mặt liền. Hay lắm, cảm ơn. Rồi, dính một đánh thôi là anh dí. Anh đập, khỏi chạy. Chạy đi con. Này này chạy đi con. À, má mày đồng đội mình không biết chơi luôn kìa, bét bản kìa. Dạ si hi si hi si hi si hi. Dạ si hi, dạ si hi nè. À, level 4 làm gì, tính làm gì đây con? Hả? À, tính làm gì con? Ồ, lấy cái đùi gà vô ăn máu nè. Tối liền. Ôi ôi. Má gánh mấy thằng đồng đội, mấy thằng đồng đội không biết chơi luôn kìa. Ồ, đồng đội tao ngàn mấy đồng đội tao bét bảng, trăm mấy chục điểm. Chạy 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 kiếm máu. Nó chạy hồi máu rồi đó. Rồi chỉ biết chạy thôi. Thôi không gánh đồng đội luôn, mang đồng đội bết bạc. Vắt. Chơi là không cần đồng đội luôn. Chơi là quốc không cần đồng đội luôn. 9-0 luôn, 9-0-2 luôn. Rất là ghê. Đẳng cấp của giấy nó ghê lắm, giấy ghê lắm. Game này là ngôi sao bộ lạc các bạn. Mày đạp mà giái giái ai giá đủ mà nó lên vòng một mặt vậy giái mày nè quất nè hai cái ba cái giái quất chích cụ mày level 2 hả con tao cũng level 2 vậy đùa với giái hả giái level 3 level 3 chọi búa vào mặt ai giá chết mẹ nó dội búa lại rồi à mày đứng đây thì mày chết chắc rồi. Bỏ kích level 2 luôn. Lấy bỏ kích đi đánh cho nó thích. Làm cho nó đau. Giái quất 1, quất 2 chết. Giái quất 1 cái, 2 cái, 3 cái chết. Triple kill. Nào 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 thằng nào đánh giái đây. Giái hụt rồi, giái hụt rồi. Giái 1 quất. Ê, mày chọi búa không? Mày chọi búa đúng không? Mày chọi chắc không biết chọi đâu hả? Chúng ai da, nó có châu hút. Ai da, giái. Rồi, chết giái rồi. À, giái. Quất. Quất. Giái. Giái mày cái. Quất. Ai da, rồi, chết rồi. Má, cái thằng giái này nó mạnh quá. Có máu nè. À. Giái quất quất rồi má chơi chọi búa nữa mày
suốt ngày chơi mà xe hàng không à, hèn quá. Quất nhau nè. Quất. Đứng lại. Hèn. Hèn hả mày? Hèn, ấy da. Chợ búa nó cả đổ mà nữa. Đúng rồi, đập chết mỏa nó đi à, nó ơi. Má thằng chó nó chưa lấy hàng nó trời không à. À, kiếm thằng mới, giái thằng mới, giái thằng mới. Thằng này giái. Giái. Một nè, giái. Một nè. Mày hả, chống với giái mà. Tập hàng vô. Chọi búa chết cụ mày nè. Ha ha. Chỉ đuổi ngon. Nhái, 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 nhái. Mày đặt nhái, nhái. Trời ơi, double kill, bạo kích level 3 luôn. Rồi nha. Một quốc, hai quốc, ba quốc, bốn quốc. Trời ơi, tao nói nó mạnh. Ôi, ba cái bạo kích. Bạo kích level 3 thêm cái kia đuổi nữa thì anh đánh là khỏi chạy. Đâu, thằng là đủ tư cách đâu. Bơ vào đây. Đụng đâu là địt đó luôn. Ôi, sao ván này mẹ đồng đội hay vậy. Top hết rồi kìa. À, thằng này, mày điên à? Ơi, em sai, mày đạp, bể khiên. Ây da, thôi, giết nó đi kìa bạn. Liền nó đi, nó lấy cái chống đỡ. Đánh cho nó là bị dội ra. Để đấy, tôi sẽ xử được nó. Thằng kích bò này, ôi ôi. Má đông quá, trời ơi, thằng kia đi nó được hốt hết. Hưởng sái. Trời ơi, má nó quăng bom kìa. Chó nó quăng bom kìa. Chọc búa chết mọi. Mày chơi không? Giái. Quốc. Một quốc. Giái quốc. Giái. Trời ơi, má nó quăng búa. Má nó không có hàng mà nó giấu. À, lụm. Rồi, tao biết thằng boss rồi. Mày chết mẹ mày. Giái. Chạy với giái hả? Rồi ôi, cơ hội quá. Cơ hội đến với giái rồi. Cơ hội đến với giái. À. Giái chạy giái ơi. Giái chạy ra cái đùi gà giái ơi. Rồi, ăn cái đùi gà nó giái ơi. Rồi, có đùi gà rồi, giờ sao? Mày xạo liền. Xạo liền. Ây da, nó quăng búa. Chạy vào con ơi. À, giái mày luôn. Double kill. Triple kill. Ôi, lụm. Rồi, tao chùm rồi. Ai chùm khoai đất này đó, ăn máu lên. Chạy thôi. Nó bu vô đó, nó giái. Quăng búa vào mặt này. Giờ chạy quăng búa, quăng bom tè le quăng nè. Ủa, thằng lại leo quăng hết. Hàng hủng gì quăng hết. Bảo kê đây mày. Bảo kê đây. Quăng bom chết đồng đội luôn nè. Đó, thấy không? Quăng. Mày chết mỏ chứ mày. Giết hết. Đập hết. Đập. Level 8 hả? Mày hả? Bay đạp. Mày. À, lên thằng level 4 nè. À, đổ mấy cây con bom mày. Xạo liền. Chúng ta thính giết anh hả? Ừ, lụm. Trời ơi, lại gánh tim nữa rồi. Chơi hay quá thiệt rồi. Trời ơi, thì chỉ chơi giái là đúng là vô địch.
Giấy cộng bay đạp. Thằng này gì vậy? À, thằng Rick đều hiểu. Giờ sao? Giờ sao Rick? Giờ sao Rick? Bởi vẫn cây cố cái vụ anh cướp tấm màu đúng Rick. Hả? Đập thằng này trước đây nè Rick. Đập thằng này trước. Giấy nó. Đập thằng này trước là anh em rồi. Anh có nhân sự sau giờ sao? Hả? Rick sao Rick? Mà thằng này nữa nè, đổ mà. Anh nói gì hai anh em tao mày đi chỗ khác chơi. Mày. Đấy, bởi chết rồi, bởi kéo yếu chết rồi. Chết rồi thấy không? Rít kém quá, rít rồi, chết rồi. Tao lên level 2 lắm mày nhóc. Giấy. Quất. Giấy quất. Rít đây, kiểu rít đây. Quất cái đi rít đây, tránh máu cái. Đi ăn máu anh nóng nhá. Đủ quá rít. Giờ sao rít? Giờ sao? Nhà như nào hả? Đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Nấm của mình. Đúng đó. Đồng đội quốc nhau rồi. Mày sao riết. Trời không. Giái mày luôn. Nó đùi gà kìa. Mở đó. Thôi chạy ra đây, bảo kê cho. Đâu thằng nào dí cụ. Quất, đập nó đi. Đây anh lôi lại cho là đập. Đây này chơi thằng boss nè. Là thính đau lắm. Mày rồi. Ủa có mi nát đây nữa hả? Có cả nát đây nữa. Nát nè. Nát rít nè. Nát nè rít nè. Sao con ta vô đông dữ vậy? Rít nè. Nát nè. À hồi đông đó. Nát đập chích mẹ nó nát rồi. Nát đập nó nát. Rồi đây để anh lụm cho nát rồi. À rồi nát chết queo rồi. Đập nè. Mày dám đập nát. Đập nát. Né nè. Mày lấy đùi gà không? Giấy. Đập chích mẹ đập. Ê. Kéo. Mày biết đâu. À đây nè nát. Đó. Trời ơi gì chứ cái level KS mình lẹ lắm. Đây. À, đây. Giái. Mày cũng giái hả? Mày, ôi, nó đông quá, chạy. Ê, lụm. Rồi, đủ má, làm phát đớp bộ kêu luôn. Nó ghê quá à. Ô rít lại là bảo kê đi theo bảo kê. Bù la nó bắn rít kìa. Lập bắn rít kìa. Lập nát nó kêu nát rồi nát bét bảng luôn à. Hên quá thằng kia nó top 1 rồi. Đù rít lên luôn ha. Đù ăn đuôi gà được ha. Chọi búa mày, chọi búa tao không mày.
Giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Anh em tao đông lắm. Mày. Giờ như nào? Như nào? Lập lập. Quất nhau hả? Chơi không? Giờ chơi không? Chơi không? Cho xử mày luôn nè. Rít hả? Chơi không? Chờ, nhìn lại biết thua rồi. Quất quất luôn. Đầu nát luôn nè. Thằng này. Giờ sao? Quất mày luôn. Quất mày. Quất. Tao quất mày luôn. Tao quất mày luôn. À, giả bộ anh em giả bộ tương tàn thôi chứ thằng nào tới là sỏ hết tao nói là. Nó mới được cái nhau à. Đây chỗ là hình đệ anh đang BK lẫn nhau là mấy thằng nhóc ác không có được lại. À đây, gái mày. Mấy thằng nhóc ác đi chỗ khác chơi. Mấy thằng nhóc ác đi chỗ khác chơi nghe chưa? Chỗ đây anh em tao đang làm việc. Đậu mà tiếp nè. Giờ sao? Mày to là mày ngon á. Ơ quá thằng này là thằng Tech Real nè. Thằng nào quăng búa vậy? Quăng búa, quăng búa, thích quăng búa, quăng, quăng, quăng búa. Không mà thằng này lượm nhanh thiệt chứ. Bây giờ sao? Hả? Như nào? À thằng này, lại, lại mong men bon chen vào đây. Chạy đi đâu? Giải quốc chức mà. Thằng biết nè. Chơi mày, chơi không mày, quốc mày luôn. Thăm mộ mời vào chơi thử này. Rồi. Mời liền. Mời luôn. Khoái lắm, thấy chơi hay khoái, mời chung liền, mời chơi chung liền. Cái gì vậy, sao đỡ rồi? Cái đâm vô dông góc cho mày. Thích nữa không? Thích nữa không? Thích nữa không? Quýnh à, thằng này. Anh em ta đang nội chiến. Mày đi chỗ khác chơi, quăng búa vào mặt mày nè. Như nào, hả? Mày tính mày chạy, mày tính, mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mày, mày chạy không? Mày chạy, chết mỏ rồi luôn nè con. Thấy mỏ à mày. À chết mẹ, nó đánh đi. Rồi, nó đánh tôi rồi. Thằng khốn nạn. Đi về chỗ khác. À đây nè, đây nè, đây nè. Giái. Giái. Quất. 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 Ê, cấm cái nha. Đồ má lùm lẹ vậy cha. Giái. À đồ má nó chơi chọc bom. Giái. Sao liền. Rồi mày bị ép góc rồi. Mày bị tấp góc rồi. Mày bị tấp góc rồi. Lớp. Đi về chỗ khác. À, 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 giái, 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 quăng búa vào mồm nè. Đậu má nó quăng búa vào mồm tôi kìa. Mày level 4 là mày ngon. Mày level 4 hả? Lâm, 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 lên level nào. Level 5, mày sao level 5? Mày nghĩ mày level 5 là mày ngon. Ơ mày nghĩ má nó thả thính đau quá. Thằng này level 4 mà mày ngon.
giờ sao? Chọi búa vào mặt mày luôn rồi mày tin không? Cho mày ăn búa rồi mày tin không? Chích cụ mày nè. Tao mới level 2 thôi, từ từ. Phải lấy level chứ nè. À, ok đó. Xạo lì này. Tuổi. Rồi chết hết luôn. Mà ha, đi với thằng Rit này nó lấy 500. Mình đéo có A, thằng này. Giết thằng này lên level 5 mới coi. Chết cha rồi, không giết được nó. Trả thù, trả thù. Trả thù. Trả thù. Sao? Giấy. What? Trời ơi, lên level 5 nào. Nãy giờ bố mày không được lên level 5 thôi. Rồi đi hội đồng cái này. Mày nãy giờ là tao không được lên level 5 thôi nha. Chứ chúng mày tuổi liền luôn nha. Hả? Thằng này mày level 7 là mày ngon thiệt đó. Tao bơm máu ra mày. Đập chết mà, đập chết mà mày. Hội đồng con boss kìa. Giúp mình này lên top 1 nào. Đây nè, đập top nè. Trời ơi, đập top không đập. Ừ, Rit nó lên top 1 rồi kìa, cố lên. Đi bảo kê đó. Nó top 1 rồi. Trời ơi, Rit chết mẹ rồi. Trời ơi, má xe nó nằm la liệt luôn kìa trời ơi. Lấy cái 500 cũng ngon đó nhỉ. Cái 500 lượm điểm nhanh. Ừ, chưa gì có truy đuổi rồi. Mà mình đi chung với thằng Rit nó trên nó lấy 500 mà nó hút hết điểm. Mình đâu có lượm được đâu, nó hút hết. Ủa sao tự nhiên mình ra riêng rồi mình không đánh với thằng Rit nữa ta? Hay nó nghỉ? Giái nè! Quất! Giái! Giái! Mày thả thính lắm! Tao giái mày luôn! Rồi má nó! Giái! Quất! 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 Chọi bom mà! Mày thích chọi bom không? Đổ liền! À, thằng này như nào
Mày thích thả thính không? Thả thính không? Thả thính không? Đập chết mỏ, đập chết mỏ mày. Chết liền. Châu hút. Ui. Ấy da nào má, nó lượm cái đùi gà nó hồi máu nó quất mình luôn kìa. Tối. Xạo liền này, đưa top cho anh. Chống với anh hả? Chơi với anh, trù vô top 1 luôn. Thằng nào dám chống nữa? Chùm mẹ có đất rồi. Dám đánh đồng đội anh hả mấy nhóc? Đánh đồng đội anh hả mấy nhóc? Sao mấy nhóc? À, thằng này level 7 nè. Âm mưu cướp top của ta nè. Level 7 hả mày? Level 6 mà mày ngon hả mày? Thằng này level 4, mon men cái gì đây? Hả? Hồi máu không? Đục đầu là điệt đó hết. Chùm mẻ rồi. Gì đây? Level 9. Tao châu hút, mày chống khiên không? Mày thích khiên không? Chọi cho mày cái búa chích mò mình khiên không? Chùm quả địa cầu rồi. Level 4, bố láo nữa. Lại thích bố láo, bố tê. Nhất quả địa cầu rồi. Ui. Ha, tôi chạy chậm quá. Level 7 hả? Level 8 hả? Ôi ôi, 2500 điểm. To quá rồi. Ôi, tôi to quá trời ơi. À, đủ tư cách. Mấy cái thằng bị 800 điểm chơi với 2500 sao mà được. Trời ơi, nhìn là sợ rồi. Giờ nhìn là sợ rồi. Nhìn như con quái vật đó. Thằng này em chọc, trời ơi, đứng hiên ngang, thả chuột luôn. Chùm con mẹ nó rồi, chơi cái gì nữa. Trời ơi. Quá kinh. 21-2 luôn. Mình thi khi nào nó mới chơi được như vậy trời.
Này này vui mà. Mình nện tới khoảng gần 1 giờ là mình bắn vào 1-2 chỉnh súng rồi mình đi ngủ. Chung nó vừa vô là nện. Dài. Quất. Dài. First luôn. Thả thính luôn. Cái gì? Đủ. Nó còn bom rồi. Mới vô con bom mà thấy ghét rồi đó. Quất nó. Đồng đội đâu? Anh em bui vô quất nó. Dài. 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 Ai lục mở nó chứ quăng búa kìa. Đồ thằng này quăng lại đùi gà ngon. Mày sao liền sao liền. Dài mày nè. Anh đi ăn đến đồng đội mình kìa. Sơn Tùng ấy. Sơn Tùng ấy. Mày là Sơn Tùng hay mày Tùng Sơn gì tao cũng đập hết. À, thằng kia là support quăng đùi gà liên tục kìa. Dái. Té ngựa xuống. Chạy hả? Chạy đi dái. Có giác đủ mất thằng nào ơi. Thằng nào chơi boss vậy? À tính. Tính ăn con này mới ngon. Đập ra cho nó ăn hết. Đó. Mày chống đỡ không? Ôi mày chống đỡ mạnh quá. Chọi cho mày có bom chứ. Chống. Nó mạnh vậy. Gánh team 20 GG. Hay lắm. Đập chết mà. Chết mà. Ô, thả thính level 3 luôn. Cái gì đây? Ây da, đủ má, thằng bồ bóp giá kìa, chơi nguyên cổ bom vào mặt mình luôn. Phải liền. Má nó chọn nguyên cổ bom vào mặt mà nó không thương tiếc luôn. Đứt bóp giá. Mình cầm thính không mà nên mình đánh nhau yếu lắm. Chỉ là cái tí mình là top 1 mình cho nó đập thính thì thôi. Thính nè, đập đi mấy đứa. Hay quá, có thằng bồ này cứ quăng đùi gà. Sơn Tùng ôm TV, ôm mà mày thích ôm không? Ôm TV. Ôm TV.
đánh quả bom. Đánh đầu. Xúc đánh đầu. À, lấy khiên tấn công hả? Khiên. Khiên này. Này thì khiên, khiên này. Mày khiên với ai vậy? Tao mà được top 1 tao chạy thì chúng mày đập thính chết cụ chứ mày. Bó rồi. Boss giết nó. Trời, thua nó có bao nhiêu điểm đâu. Mẹ cái thằng Sơn Tùng ôm tivi nó chạy khỏe quá à. Thôi chơi ván nữa. Nện ván nữa đi, nện ván nữa rồi bắn súng. À, dái, dái. Game như lìn. Cái thằng game như lìn này gặp hoài. Mày sao, mày sao, mày xoay tay không? Mày level 2 mày ngon hả mày? Chơi mày. Level 1 chơi level 2 luôn hả mày? Ồ nhát. Yếu. À được, nó chơi chơi hàng. Chơi chơi lấy hàng. Lấy hàng, lấy hàng. Tôi lấy mẹ tao lấy cái này tao cắt đầy máu nè. Lấy hàng, lấy hàng. Tao đạp bay khiên luôn. À đúng mất khiên hoài mày. Thể lực đâu khiên hoài vậy? Mày chạy 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 đi chạy đi chạy đi chạy đi. Chơi không đủ mắt phải chơi chơi mày luôn. À game như liền, thằng game như liền đọc chip mà. Ờ lượm đồng đội chết là lượm thôi. Mày nè, mày nè. Đồng đội chết xong giờ tao giết mày. Tao giết mày. Ấy. Cái đồ máy nó rình rình nó đập mình kìa. À, dái. Tính đánh đồng đội hả? Tính đánh đồng đội hả? Tính đánh, tính, ấy, sao tao không đánh được? Sao bị gì vậy? Sao tôi không đánh được nó? Chơi lên level 3. Giái. Đồng má giái chơi mà thả bóng bóng mày. Ba thành hội đồng. Má má này đồng đội có vẻ không ổn. Nó được 8 boss. 8 boss kia coi. Thôi mày chết vui vẻ nè. Trời đó. Hay lắm, lâm. Yeah, cảm ơn, bạo kích. À, thằng này, chế độ. Tán bột. Để mở tán được 2 quả thôi. Không tán được quả thứ 3.
mày xạo liền, mày xạo liền, xạo liền, xạo liền, xạo liền. Rồi chết rồi. Mà tôi vừa lên level 5 luôn không sao. Rồi mày chết với tao. Mày chết, mày chết, mày chết với bố. Cắn bố mày, cắn bố mày, cắn bố mày, cắn bố mày. Chặt châu hút level 2 này nè. Sao hả? Hút, hút chích, hút chích, hút chích cụ, đập chích cụ mày luôn. Tội gì à, à. Hút mày luôn, tông mày luôn. Hút nè, quánh nè, đập nè, ngắt nè, nhéo nè, hút nữa nè. Chết, 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 chết. Chết người ơi. Chết đó người ơi. Bỏ kê người ơi. Má mày đục độ nó lượm nhanh thiệt chứ. Mày lượm nhanh là mày cầm cái top đi, là mày chết đi. Của tao. Má thằng này nó có 5 châm, nó lượm nhanh quá, không có lượm lại nó. Đi chung với nó là chỉ mẹ. À, tự mình đi một mình nên là khỏe rồi. Sao thằng nhóc, thằng nhóc mày ăn của tao là mày sống được không? Ăn con chó này. Rồi mới lên top 1 luôn, giết cái thằng top 1 kìa. Rồi bóp giá. Ủa trời ơi, tự nhiên bị cướp cái top 1 à. Mấy cái top 1 oan vãi liền. Thôi nghỉ. Rồi vô bán VOVG xíu. Mấy cái top 1 luôn. Đánh trận 2 trận thôi, mình ngủ rồi. Hôm nay là thứ hai, hôm qua mới mở hòm, nay mở tiếp. À, hôm nay chủ nhật hả? Quên. Mở tiếp. Nhớ ngày nào đó, ngày nào hết.